Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Hôm nay Hà Serious sẽ tiếp tục phân tích trận battle giữa hai nhân vật rất mạnh đến từ Marvel, Venom và Hulk. Mọi người luôn yêu quý người khổng lồ xanh khi anh ta xuất hiện trên các trang truyện, và giờ đây MCU tiếp tục biến anh ta trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh. Ở phía đối diện, Sony dường như cũng làm vậy đối với Venom. Venom chỉ mới xuất hiện trên hai bộ phim của Sony và rất được mọi người ủng hộ. Nhưng khi được chứng kiến sức mạnh của Venom trên màn ảnh rộng, đầu mình bắt đầu xuất hiện hình ảnh những cuộc chiến giữa Venom với các nhân vật của Marvel. Venom 3 có thể sẽ mang đến cho chúng ta trận chiến giữa người nhện và Venom. Hơn nữa, Sony thậm chí còn có thể khiến Venom đấu với Mobius trong tương lai. Tuy nhiên, những trận chiến thực sự mà có thể mọi người rất muốn xem đó là trận chiến giữa Venom và các nhân vật của MCU. Khi hệ thống đa vũ trụ khởi động thì việc Venom tiến vào MCU chỉ còn là chuyện sớm muộn. Ấy chà, có thể để việc này xảy ra muộn một chút, nhưng không thể ngăn nó xảy ra. Venom có thể liên tục tìm kiếm những vật chủ mới để có cơ hội xâm nhập vào đó. Tuy nhiên, những gì mọi người thực sự muốn là thấy Venom cùng với những nhân vật của MCU giao tranh. Đó có thể là Captain Marvel, Thor hoặc Wolverine. Ngoài ra thì người khổng lồ xanh Hulk cũng là một nhân vật mà nhiều người muốn thấy trong cuộc chiến với Venom nhất. Ký sinh trùng màu đen cần có những gì để có thể đánh bại người khổng lồ xanh đây? Chúng ta cùng tìm hiểu thử nhé! Chắc hẳn nhiều bạn đã xem người khổng lồ xanh trên màn ảnh rộng hoặc video Hawk vs Draconaut của kênh và đủ để hiểu về anh ta. Vì vậy bây giờ mình sẽ phân tích sức mạnh và khả năng của Venom và đoán xem liệu anh có thể đứng vững trong cuộc chiến chống lại người khổng lồ xanh hay không. Venom có những khả năng điên rồ mà không một siêu anh hùng nào có được. Symbiote hay ký sinh vũ trụ này hoàn toàn có thể thích nghi với mọi môi trường xung quanh và cả những môi trường bất lợi. Hắn có thể giống với người nhện, nhưng đôi khi thậm chí còn mạnh hơn cả người nhện nữa. Khả năng ghi nhớ được di truyền giúp hắn tiếp nhận thông tin từ trí não của vật chủ. Ngoài ra còn có thể giao tiếp với vật chủ của mình nhờ vào thần giao cách cảm. Một số khả năng kỳ lạ khác có thể không phù hợp trong trận chiến chống lại người khổng lồ xanh, nên là mình sẽ chỉ liệt kê những thứ vũ khí mà Venom có thể sử dụng hiệu quả nhất trong trận đấu. Và một trong số đó chính là những chiếc răng nanh có chứa nọc độc. Những chiếc nanh chứa độc của hắn không chỉ dùng để đe dọa kẻ thù mà còn có thể tạo ra những vết cắn có nọc độc cực mạnh và có tác dụng rất lớn đối với Hulk. Bên cạnh đó, Venom có một thể lực đáng gờm. Ngay cả khi không thể ký sinh lên người nhện thì Venom vẫn cực kỳ mạnh mẽ, và khi cộng thêm sức mạnh mà Venom hấp thụ được từ Peter Parker, lúc này Eddie Brock lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dù Venom có mạnh bao nhiêu thì hắn vẫn chưa phải là cá thể symbiote mạnh nhất. Venom đã xác nhận ở hành tinh của hắn, hắn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Vì vậy Venom không thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất để đấu với người khổng lồ xanh. Thực tế, điều thực sự khiến Venom trở nên độc đáo chính là khả năng sinh học ký sinh của hắn. Ngay cả khi không có vật chủ, Venom vẫn có thể tự do mở rộng sinh khối của hắn thành các xúc tu và tua cuốn. Hắn thực sự có thể mang hình dạng của con người trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ trở nên mạnh hơn khi có vật chủ mạnh. Venom có thể sử dụng những xúc tu và chúng có thể tạo thành vũ khí ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, Venom còn có khả năng tái tạo lại những tổn thương. Như mọi người thấy đấy, Venom không chỉ có thể chữa lành vết thương từng bị đốt cháy trên cơ thể chính mình, mà còn có thể chữa lành những tổn thương trên cơ thể vật chủ của hắn, giúp tăng sức bền, khả năng chịu đựng và kéo dài các trận chiến. Nhưng năng lực mà mình yêu thích nhất ở Venom là khả năng học hỏi. Tên ký sinh vũ trụ này có thể hấp thu khả năng từ vật chủ mà hắn ký sinh. Sẽ không có nhiều sức mạnh để hấp thụ ở một người bình thường, nhưng thử tưởng tượng trường hợp Venom ký sinh vào đại úy Mỹ, người nhện hoặc chiến binh báo đen. Venom có thể nhận được những hiểu biết và sức mạnh của các vật chủ mạnh mẽ này. Vì vậy khi Venom ký sinh vào cơ thể Eddie sau thời điểm kết giao với người nhện, Eddie tự động có được khả năng bắn tơ của anh ta. Sức mạnh của Venom cũng tăng lên và có thêm giác quan của nhện ở một mức độ nhất định. Vì vậy, sau tất cả những điều đó, Venom trở thành cỗ máy giết người tối thượng và có thể khiến người khổng lồ xanh bỏ chạy. Tuy nhiên, bất lợi duy nhất có ở loài ký sinh vũ trụ này là dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ sóng âm thanh và lửa. Và nếu so sánh Venom với người khổng lồ xanh, có thể nói Venom dường như yếu thế hơn trong một vài khía cạnh. Một điều rõ ràng là sức mạnh thể chất của người khổng lồ xanh vượt qua sức mạnh của Venom. Venom dễ dàng bị Riot đánh bại, và người khổng lồ xanh còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với Riot. Khả năng phục hồi và sức chịu đựng của người khổng lồ xanh mạnh hơn nhiều so với Venom. Vì vậy anh ta thực sự sẽ có lợi thế lớn hơn khi chiến đấu với Venom. Nhưng tất cả những fan của Venom đều biết hắn có một trong những khả năng mạnh nhất thể hiện trong truyện tranh, đó là haki nhân vật chính. Nói cho dễ hiểu là bất tử. Venom tỏ ra yếu hơn trong số các sinh vật ký sinh vũ trụ và những nhân vật mạnh hơn khác như người khổng lồ xanh hoặc Thor. Tuy nhiên Venom vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong bất kỳ trận chiến nào với một ý chí vững vàng, tất nhiên cả trong trận chiến với người khổng lồ xanh. Hơn nữa Venom thực sự có thể tiếp quản và dung hợp với Hulk. Nhờ vậy mà Venom có thể đánh bại người khổng lồ xanh từ bên trong hoặc thực sự có thể điều khiển anh ta. Vì người khổng lồ xanh là một trong những vật chủ mạnh nhất mà Venom có thể tìm thấy. Chúng ta có thể sẽ nhận được những kết quả khác nhau nếu Venom đấu với những phiên bản khác nhau của Hulk. Phiên bản mạnh nhất của người khổng lồ xanh trong World War Hulk hoặc The Immortal Hulk có thể biến Venom thành bào cát của riêng mình và Venom sẽ phải nhận rất nhiều đòn đánh từ anh ta. Nhưng nếu muốn thắng Venom, người khổng lồ xanh phải khiến hắn tách khỏi vật chủ của mình. Riot có thể làm được điều đó, vì vậy mình nghĩ rằng người khổng lồ xanh cũng có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm điều tương tự. Vấn đề là người khổng lồ xanh sẽ càng mạnh hơn khi anh ta nổi cơn thịnh nộ và sự bền bỉ của Venom sẽ khiến người khổng lồ xanh càng giận dữ hơn. Vì vậy nếu xảy ra cuộc chiến giữa Venom và Hulk, người khổng lồ xanh có khả năng chiến thắng là 60% và 40% thuộc về Venom. Nhưng nếu Venom đấu với phiên bản Smart Hulk thì cơ hội để Venom chiếm ưu thế là rất lớn. Smart Hulk đã yếu đi khá nhiều và anh chỉ có thể giành được lợi thế nếu có thể dùng cách nào đó để tạo ra âm thanh với tần số cao hoặc dùng súng phun lửa. Nhưng anh ta rất dễ trở thành vật chủ mới của Venom và bị hắn điều khiển. Vì vậy mình cho là cơ hội mà Venom chiến thắng phiên bản người khổng lồ xanh này là 50%. Mặc dù phiên bản Smoke Hulk có thể có trí não và sức mạnh, nhưng Venom cũng rất thông minh và như mình đã nói, Venom có thể chuyển bại thành thắng nhờ haki nhân vật chính của mình. Đến nay chúng ta chỉ mới thảo luận về một phiên bản Venom đối với hai phiên bản khác nhau của Hulk. Nhưng chúng ta thử xét phiên bản hiện tại của Venom trong truyện tranh. Có thể thấy hắn cực kỳ mạnh và đánh bại được cả thần symbiote bóng tối, Nope, và giành quyền thống trị symbiote Hive. Venom có thể đối đầu với bất cứ ai mà hắn để mắt đến bao gồm cả Hulk. Người khổng lồ xanh không thể gây tác động lớn đến Venom trong phạm vi khả năng mà phiên bản này thực sự sở hữu. Việc người khổng lồ xanh tấn công có thể liên tục diễn ra trong một thời gian, nhưng Venom thực sự có thể quen với điều đó và đáp trả bằng một cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn và sử dụng hệ thống tâm trí tối cao để tấn công người khổng lồ xanh một cách toàn diện. Vì vậy, với phiên bản Venom này theo mình sẽ chiếm 70% cơ hội giành chiến thắng người khổng lồ xanh. Cuối cùng có nhiều lý do để cả hai có cơ hội giành chiến thắng. Người khổng lồ xanh sẽ có ưu thế vì không có gì có thể làm chậm bước tiến của anh ta và anh cũng không dễ bị đánh bại, nhưng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Venom. Vì vậy mình sẽ để các bạn quyết định người chiến thắng cuối cùng giữa Venom và Hulk. Các bạn nghĩ rằng ai sẽ chiến thắng sau khi xem qua đoạn video phân tích này? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé! Cho mình một like nếu bạn thích video này. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé! Xin chào tạm biệt và chúc các bạn một ngày tốt lành!